Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ 14 nghi phạm trong đường dây đánh lô đề với quy mô lớn khi mà số tiền các đối tượng giao dịch trong một ngày lên tới con số hơn 8 tỷ đồng. Theo đó, Bùi Quỳnh Ly, 32 tuổi và Hồ Thị Ngọc Diệp, 57 tuổi, cùng 12 đồng phạm từ 30 tuổi đến 48 tuổi ở thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành đang bị tạm giữ điều tra hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược lô đề. Theo cơ quan chức năng, từ tháng 3, Diệp và Ly tham gia đường dây tổ chức ghi bán số đề với một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, Diệp và Ly chỉ đạo bán số đề ở thành phố Tam Kỳ và huyện núi Thành, rồi nhận tịch đề của đại lý thông qua tin nhắn. Hai người tổng hợp chuyển qua nhà cái tại thành phố Hồ Chí Minh để hưởng hoa hồng. Cơ quan điều tra ước tính trong khoảng một tháng vừa qua, tổng số tiền giao dịch của mạng lưới lô đề này là trên 250 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp 15 địa điểm hoạt động của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng, hai khẩu súng săn, một kiếm, 8 cuốn sổ ghi tịch, 75 giấy mượn tiền, hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra